Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh An. Thì hôm nay Minh An sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn nội dung tiếp theo. Đó là vài nghi vấn về nhập thất trong quyển Tiên Thiên Khí Công, quyển 2 của giáo sư Phạm Văn Chính. Chúng ta sẽ đi vào nội dung luôn. Vài nghi vấn về nhập thất. Từ khi phổ biến rộng rãi pháp môn Tiên Thiên Khí Công, nhất là về nhập thất, một vài nghi vấn đã đặt ra trong giới y học. Nhập thất theo pháp môn của Tiên Thiên Khí Công khác gì với kiểu nhịn ăn hay còn gọi là fasting của Mỹ, cũng như với kiểu của các một số môn phái khác. Điểm khác biệt là người nhập thất không ăn và cả không uống trong một thời gian khá dài, từ 3 cho đến 7 ngày. Mặc dù hàng trăm người đã chứng nghiệm ngay nơi bản thân với những kết quả khả quan, một số nghi vấn vẫn còn tồn tại đối với những người chưa chứng nghiệm. Vì thế, chúng tôi xin được nêu ra để giải thích cặn kẽ nhằm làm sáng tỏ các nghi vấn này. Các nghi vấn có được giải tỏa thì mọi người mới tin tưởng để bước vào thực nghiệm. 1. Nghi vấn thứ nhất, chất axit tiết ra. Lúc nhập thất, trong dạ dày hay gọi là bao tử, thì không có thức ăn, chất axit tiết ra có hại, có làm loét dạ dày không? Thì về mặt lý thuyết cũng như thực tế cho thấy là axit tiết ra do tình cảm tác động lên hệ thần kinh như lo buồn, tức giận hay khi có các xáo trộn tâm lý, chứ không phải do dạ dày trống rỗng, không có thức ăn. Người nhập thất vận khí bằng bụng, năng lượng và cả chất bổ dưỡng, cả hơi nước đều được đưa vào cơ thể nên không hề có triệu chứng tiết axit trong dạ dày. Hơn thế, người nhập thất được khuyên là nên dẹp bỏ mọi ưu phiền, lo nghĩ nên thần kinh được ổn định. Thực tế chứng nghiệm được đã xác minh thật vững chắc rằng dạ dày mạnh thêm, tái hồi phục, lấp vá các vết loét, các viêm nhiễm do ăn uống quá độ gây ra, chớ không hề bị tổn thương. Vì vậy, nhập thất chẳng những không làm tổn hại dạ dày mà còn là phương pháp trị lành mọi chứng bệnh trong dạ dày. 2. Nghi vấn thứ hai, đó là không có nước sẽ hại gan và thận. Thì nghi vấn này được nêu ra nhiều nhất. Phần đông là cả thế giới đều cho rằng ăn có thể nhịn được, nhưng nước uống thì tuyệt đối không nên. Một vài phương pháp nhịn ăn chủ trương uống chất bổ, uống nước chanh đường hoặc uống thật nhiều nước để tẩy rửa cơ thể, tẩy rửa bộ tiêu hóa. Ít ai nghĩ rằng trong cơ thể bình thường, trừ trường hợp đặc biệt cơ thể đang thiếu nước, tế bào đang cần nước, thì số nước hay gọi là chất lỏng được dự trữ rất nhiều và ở khắp nơi trong cơ thể. Nên nếu tiếp tục cung cấp thêm thì làm sao để cơ thể phân tích được lượng nước hay chất lỏng dự trữ dư thừa ấy? Nước hay gọi là chất lỏng thừa không cần thiết lại do dự trữ quá lâu nên trở thành độc, cũng sinh ra bệnh hoạn. Vì thế, không cung cấp nước để cơ thể lấy lại các chất dự trữ ấy ra tiêu dùng và thải các chất dự trữ đã thành độc. Và cách tốt nhất là để trị bệnh nan y. Kinh nghiệm thực tế cho thấy, hầu hết những người có cơ thể bình thường đều không cảm thấy khát nước nhiều trong suốt thời gian nhập thất. Những người mập phì, bụng to thì không thấy khát và trọng lượng sụt giảm rất nhanh. Riêng những người có cơ thể gầy ốm, tế bào đang bị thiếu nước thì rất cần nước trong thời gian này. Một điều thật rõ ràng là nếu vận khí đầy đủ ở biển thì sự khát nước không thấy xảy ra ở hầu hết mọi người trong suốt thời gian nhập thất. Do không khí ở biển có nhiều hơi nước hơn ở trong đất liền, điều này cũng đã chứng minh nhờ vận khí cơ thể hấp thụ được cả hơi nước để bù đắp cho cơ thể. Vấn đề không uống nước hoàn toàn hay uống chút ít nước theo nhu cầu là vấn đề rất uyển chuyển. Tùy theo cơ thể, thể trạng của mỗi người, nhưng điều chắc chắn thấy rõ là nếu lạm dụng nước, thì nhất là lạm dụng các chất bổ dưỡng hay nước chanh để thay thế thức ăn, thì hiệu quả của nhập thất sẽ rất giới hạn. Và nhất là đối với các bệnh mập phì, cao huyết áp, cao mỡ hay tiểu đường, v.v. Và điều quan trọng đặc biệt là không có ai bị tổn hại gan hay thận vì việc ngừng ăn cung cấp nước từ bên ngoài đối với những thể trạng bình thường. Tái lại, mà gan, thận được cải thiện và hồi phục hoạt động bình thường nên sung mãn hơn. 3. Nghi vấn thứ 3 đó là chất calcium không được cung cấp.
Một nghi vấn nữa là nhập thất có thể làm cho cơ thể bị thiếu chất calcium. Trong khi đó, chất calcium lại rất cần cho cơ thể, đặc biệt là cho các tế bào thần kinh. Nhiều thí nghiệm đã chứng tỏ rằng cơ thể có dự trữ cả chất calcium, nên khi cần thiết, có nghĩa là không được cung cấp từ bên ngoài, cơ thể sẽ tự điều động calcium dự trữ đến những chỗ cần thiết. Trong tủy xương cũng có dự trữ calcium. Còn tế bào thần kinh thì được bảo vệ tối đa, chỉ khi nào mọi loại tế bào khác đã bị phân hủy hết thì tế bào thần kinh mới bị phân tích và lúc đó sinh mạng mới bị tổn hại. Thời gian từ 3 cho đến 7 ngày là thời gian rất ngắn. Cơ thể chưa kịp phân tích hết các dự trữ tiêu thừa nên không thể nào mà phân tích đến tế bào quan trọng nhất là tế bào thần kinh. Bằng chứng là tất cả những người nhập thất từ trước cho đến nay chưa thấy ai có dấu hiệu nào ảnh hưởng đến hệ thần kinh, mà ngược lại, trí nhớ tốt hơn, tinh thần sảng khoái hơn và năng lực tinh thần mọi mặt đều được khang kiện hơn. Tóm lại, cả ba nghi vấn trên tuy có vẻ rất khoa học nhưng thật ra lại chỉ là nghi vấn do chưa nghiên cứu thấu đáo và chưa thực nghiệm nhập thất mà thôi. Mong rằng mọi người dành thời giờ để nghiên cứu, tìm hiểu phương pháp để trị bệnh này, để mà thấu đáo, để dứt bỏ các nghi vấn và quan trọng hơn là để được lợi ích cho mình cũng như cho người thân của mình nhờ phương pháp nhập thất. Đó là Minh An vừa gửi đến quý vị nội dung về các cái nghi vấn trong khi nhập thất. Và để theo dõi những cái nội dung hữu ích tiếp theo về phương pháp chữa lành tự nhiên thì quý vị nhớ hãy đăng ký vào kênh của Minh An để chúng ta tiếp tục theo dõi những cái nội dung tiếp theo nhé. Xin cảm ơn quý vị.